Phương Thế Giới Từ Xa xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng ngắm và chiêm ngưỡng tác phẩm Ấm Từ Xa, đẹp đọc và siêu kinh điển. Và đương nhiên rồi, đây là độc bản duy nhất ở Việt Nam. Một chiếc ấm từ xa cổ cũ, dáng ấm xuyết chỉ, đất cũ chu lê. Họa tiết mặt bên phải là đào trường thọ đắp lỗi và dát vàng. Đất đã lên một cái tèn màu cực kỳ đẹp. Và có hai chú rơi đắp lỗi. Một chiếc ấm cũ cổ rất đẹp và phong thủy. Và đương nhiên rồi, mặt bên trái sẽ là trơn. Lọc độc khổng, có một lỗ lọc duy nhất. Vâng, đây là một chiếc ấm cũ cổ của nhà sưu tầm. Vâng, Shop Thế Giới Từ Xa hữu duyên nhập được về cách đây gần 3 năm. Và hôm nay cùng đưa lên để quý vị và các bạn cùng ngắm và chiêm ngưỡng một tác phẩm kinh điển duy nhất. Vâng, lạc khoản là Đại Lâm, thanh truyền Thanh Thượng Lưu. Đây là một cái xưởng ấm cũ, có cái tuổi đời trên 100 năm của Trung Quốc. Vâng, ấm đã lên một cái tèn màu cực kỳ đẹp, sẫm thâm trầm, rất cổ kính. Điểm nhấn một chút đó là phần bọc vàng ở lúm lắp và ở phần vòi. Họa tiết cái cây đào nhô lên, vâng, tạo nhiều khoảng màu sáng và tối. Có đắp một chút vàng, rất đẹp và tinh tế. Một độc bản, một siêu kinh điển duy nhất, thưa quý vị và các bạn. Và chúng tôi báo giá luôn 330 mil, giá 16.800.000, dành cho quý vị và các bạn sử dụng hoặc sưu tầm, hoặc để làm một tác phẩm để đời cho con cho cháu. Một vẻ đẹp tuyệt vời, một vẻ đẹp vĩnh hằng, một tác phẩm tuyệt vời. Vâng. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.